90% người dân Việt Nam ăn mặn hơn mức cho phép là kết luận của các chuyên gia trong hội thảo báo chí về truyền thông vận động giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng chống tăng huyết áp, tai biến mạch máu não và các bệnh không lây nhiễm khác do Cục Y tế Dự phòng và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phối hợp tổ chức mới đây tại Hà Nội. Ăn mặn hay ăn nhiều gia vị, ăn nhiều muối là một trong những thói quen ăn uống được nhận định là không tốt và có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nếu kéo dài. Với thói quen ăn mặn, nhiều người thường chế biến các món ăn hàng ngày mặn hơn thông thường hoặc cho thêm nhiều gia vị khi ăn. Sở thích ăn mặn có thể tăng dần theo thời gian. Nếu kéo dài đến tuổi trung niên, sẽ gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm. Tác hại của việc ăn mặn là vô cùng nguy hiểm. Nếu thói quen này kéo dài trong nhiều năm, cơ thể có nguy cơ mắc nhiều chứng bệnh nguy hiểm. Ăn quá nhiều muối là toàn thế giới đều ăn quá nhiều muối. Theo cái báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì trên toàn thế giới mức độ tiêu thụ muối trung bình là 10 gram trên người trên ngày. Và cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là chỉ dưới 5 gram một người một ngày. Và Việt Nam thì cũng trong tình trạng như vậy. Điều tra năm 2015 của Bộ Y tế cho thấy mức độ tiêu thụ muối trung bình của người Việt Nam là 9,4 gram trên một ngày. Và cũng gần như là gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Chuyên gia về y tế thì cái lượng muối mà mình nên ăn là nên dưới 5 gram trong một ngày. Thế thì theo cái điều tra của Viện Dinh dưỡng chúng tôi đã tiến hành thì thấy là cái lượng muối ăn trung bình của người Việt Nam thì nói chung là phải gấp đôi, là hơn gấp đôi so với cả cái lượng muối khuyến nghị. Thì chính vì vậy cho nên người ta gọi là ăn mặn. Thật ra thì muối cũng rất là cần thiết cho cơ thể, nhưng với một cái số lượng vừa đủ thôi. Còn khi mà chúng ta ăn nhiều quá thì lúc đấy gọi là ăn mặn. Tại các quốc gia phát triển, lượng muối mà mọi người ăn hàng ngày chủ yếu là từ thực phẩm chế biến sẵn hoặc do ăn ở nhà hàng, chiếm 77%. Còn tại Việt Nam, 80% lượng muối đưa vào cơ thể là muối cho vào tại hộ gia đình khi chế biến món ăn. Từ các thực phẩm chế biến sẵn là 11%, trong thực phẩm tự nhiên chỉ chiếm 7,4%. Kết quả khảo sát tại một số địa phương do Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện cho thấy, lượng muối trung bình mỗi người Việt tiêu thụ khoảng 15 gram mỗi ngày, nhiều gấp 3 lần so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Cái thói quen mà ăn mà dùng nước chấm thì đấy là một cái thói quen, một nét trong ẩm thực của người Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta đã rất là quen rồi, ví dụ như là ở nông thôn thì chúng ta có thể là dùng tương, đúng không ạ, đối với miền Bắc. Thế hoặc là các cái loại nước chấm hay là các cái loại mắm khác nhau đối với cả miền Trung hay đối với miền Nam thì chúng ta đã sử dụng cái nước để chấm ấy, là có cái vị mặn thì cũng từ rất là lâu. Thì cái nước mà để chấm thì đấy cũng là một phần góp phần vào cái lượng muối trong chế độ ăn, cũng góp phần vào làm cho chúng ta ăn mặn. Còn thực ra cái nói đến lượng muối ở trong chế độ ăn thì nó đi từ ba nguồn. Cái nguồn chấm cũng là một phần, và đối với người Việt Nam ấy thì theo cái điều tra của Viện Dinh dưỡng thì chúng tôi thấy rằng cái lượng muối mà chúng ta sử dụng khi mà chúng ta nấu ăn thì cũng là chiếm một cái tỷ lệ rất là nhiều. Thế và có cái nguồn thứ ba, tức là cái lượng muối nó bản thân nó có ở trong thực phẩm, nó đã sẵn có rồi. Ví dụ như là khi bạn mua những các cái thực phẩm hải sản chẳng hạn, ví dụ như là tôm hay trong mực, thì bản thân khi mà bạn nấu nướng ấy, bạn cũng sẽ tự mình, bạn cũng sẽ để ý nếu như các bạn mà cho một cái lượng gia vị tương tự như là những các cái thực phẩm khác thì chúng ta sẽ thấy hơi mặn. Thì đấy, người ta gọi đấy là lượng muối sẵn có ở trong thực phẩm. Thế mà còn có một cái nguồn nữa trong thực phẩm nữa, tức là từ những các cái thực phẩm mà chế biến sẵn. Thì cái này thì đối với người Việt Nam thì chúng ta cũng không phải là ăn quá nhiều, ví dụ như là từ những nguồn như là giò, chả hay lạp sườn hay là xúc xích. Thế còn cái phần mà muối mà từ những các cái thực phẩm mà chế biến sẵn thì đối với người phương Tây ấy, như là châu Âu hay Mỹ ấy, thì nó lại là một cái đóng góp lớn đối với cả cái ăn mặn của đối với cả cái lượng muối trong cái bữa ăn, trong cái khẩu phần ăn của người đối với cả châu Âu.
Các chuyên gia lưu ý, việc sử dụng quá nhiều muối dẫn đến một số bất lợi khác đối với sức khỏe như giữ nước trong các bệnh suy tim, thận nhiễm mỡ, gây phù chu kỳ, phù vô căn, tăng co thắt, kích thích cơn suyễn. Ăn mặn cũng liên quan đến ung thư dạ dày, làm tăng thải canxi qua thận, làm tăng nguy cơ loãng xương. Việc ăn nhiều muối còn làm tăng tỷ lệ mắc tăng huyết áp và các trường hợp tử vong do bệnh tim mạch. Ở Việt Nam hiện nay, cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người bị tăng huyết áp. Cứ 3 trường hợp tử vong thì có 1 trường hợp do các bệnh tim mạch. Nguyên nhân chủ yếu là do tai biến mạch máu não. Thừa muối thì nó liên quan trực tiếp tới tăng huyết áp, và từ tăng huyết áp thì gây ra những cái bệnh tim mạch khác, ví dụ như là tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Và hiện nay trên thế giới thì cái tử vong do cái bệnh tim mạch nó chiếm khoảng 30%, tức là cứ khoảng 3 người chết thì có 1 người chết do các bệnh tim mạch. Và ăn nhiều muối còn gây ra những cái bệnh khác nữa, ví dụ như là thưa xương hay là ung thư dạ dày. Hiện nay cái cơ chế vì sao mà muối nó gây ra tăng huyết áp thì cũng có nhiều những cái cơ chế khác nhau, nhưng mà có những cái cơ chế là do ăn muối vào thì nó tích nước, gây ra tăng cái lưu lượng tuần hoàn, cái khối lượng máu tăng lên. Và cũng có cái giả thuyết đưa ra rằng cái natri nó tác động vào cái thành mạch, làm co cái thành mạch lại, cho nên là nó có nhiều cơ chế khác nhau gây ra cái tăng huyết áp. Ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tăng huyết áp khá cao, cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người tăng huyết áp, và cái tử vong do các bệnh tim mạch ở Việt Nam thì cao hơn cái mặt bằng chung của thế giới, tức là 33% theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gram muối một ngày, tương đương với một thìa cà phê. Tuy nhiên, đa số người dân đều tiêu thụ muối nhiều gấp đôi so với khuyến cáo, tức là khoảng 10 gram một người một ngày. Người ta cũng nói đến rất nhiều về cái vấn đề là ăn muối và cái bệnh không lây nhiễm. Thì cái mà người ta nói nhiều nhất, tức là cái việc mà mình ăn muối ấy, thì sẽ làm cho tăng huyết áp. Là bởi vì là khi mà mình ăn muối ấy, thì sẽ giúp nó sẽ khiến cho cơ thể mình tăng cái trữ nước, và vì vậy cho nên là gây ra tăng huyết áp. Mà như bạn biết thì tăng huyết áp nó là cái yếu tố nguy cơ gây ra những các cái bệnh như là đột quỵ, hay là những các cái rất là nhiều các cái biến cố về tim mạch khác nhau là do huyết áp gây ra. Thì người ta cũng có nói đến nhiều cái khác nữa, ví dụ như là tăng huyết áp thì nó cũng là nguyên nhân gây ra những các cái bệnh về tim mạch khác, những các cái biến cố về tim mạch. Hoặc là người ta cũng nói đến cái chuyện mà thói quen ăn mặn thì nó cũng gây ảnh hưởng đến một số nghiên cứu, người ta cũng chỉ ra là có liên quan đến những các cái vấn đề khác như là ung thư hay là loãng xương vân vân. Thế nhưng mà chủ yếu nhất mà cái mà liên quan rõ ràng nhất, tức là liên quan tăng huyết áp, liên quan đến những các cái biến cố tim mạch cũng như là mạch máu, như là tai biến mạch máu não. Các chuyên gia cho rằng để giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao sức khỏe cộng đồng, người dân hãy giảm một nửa lượng muối ăn vào hàng ngày. Giảm muối ăn vào để phòng chống tăng huyết áp, giảm tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch và các bệnh không lây nhiễm khác. Mọi người cần thay đổi thói quen như ăn ít muối hơn, chấm nhẹ tay hơn để giảm thiểu lượng muối thu nạp vào cơ thể. Ăn uống thì nó cũng là thói quen. Thế mà khi mà bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân người già đến gặp tôi thì lúc đấy là người ta cũng là người cao tuổi rồi. Đối tượng là trên 70 hoặc là trên 60 hoặc thậm chí trên 80 thì rất là nhiều. Thế cái thói quen ăn uống nó đã được xác lập rồi, cho nên là cái việc mà hướng dẫn cho bệnh nhân để giảm muối thì nó thực sự là nó phải cần thời gian. Và cái thứ hai, chính vì vậy cho nên là chúng tôi cũng có hướng dẫn gia đình, ví dụ như là cách nấu nướng, khi nấu nướng thì nên giảm lượng muối. Thì chúng tôi thường là chúng tôi cũng chỉ có khuyên người ta, tức là giảm dần dần theo cái mức mà người ta có thể chấp nhận được. Bởi vì là ăn uống thì nó là thói quen và nó cũng là niềm vui. Cho nên nếu mà thật ra đối với cả các cụ, nếu mà mình mà nấu mà nhạt quá thì ngay đầu tiên người ta sẽ nói là rất là đơ và rất là khó ăn. Cho nên là mình khuyên họ là giảm dần dần là một. Và cái thứ hai, có một cái rất là quan trọng, tức là mình phải nói được cho cái người bệnh nhân cũng như là cái người chăm sóc ấy, cái người mà nấu nướng chế biến thức ăn cho gia đình, họ phải hiểu là
muối đến trong cái bữa ăn đến từ đâu. Giống như tôi nói với bạn ấy là muối bản thân có trong thực phẩm, nhưng mà thật ra cái phần đấy đóng góp vào cái lượng muối của mình không nhiều, mà chủ yếu là cho quá trình chế biến. Thế thì tất nhiên là một số cái món mà nếu như bạn luộc chẳng hạn, thì cái lượng muối mà bạn cho vào thì nó sẽ trong cái quá trình chế biến thì nó sẽ ít. Thế nhưng ngược lại là khi trong quá trình chấm thì nó sẽ nhiều, đúng không? Cho nên là mình có thể có một số cách, ví dụ như là mình có thể là mình pha loãng nước chấm bằng cách là mình cho thêm chanh hoặc là cho thêm một số cái gia vị khác vào. Thế cái thứ hai nữa, mình có thể hướng dẫn người ta là chấm nhẹ tay, tức là không nên chấm đẫm, tại vì thói quen của người Việt mình thì nhiều khi họ là chấm rất là đẫm. Cái thứ ba nữa là không phải là chỉ mình nước mắm, mà các loại nước chấm khác nhau thì là đều là có vị mặn và đều được làm từ muối. Ví dụ như là tương chẳng hạn, hoặc là ví dụ như các loại mắm khác nhau, mắm tôm, mắm tép vân vân. Thì mình nói để cho họ hiểu rằng là đấy là cái lượng muối trong cái bữa ăn nó đến từ những cái phần như thế. Cái thứ nữa là mình khuyên họ, tức là khi mà mình làm kho hay là mình chế biến thực phẩm ấy, thì mình nên giảm từ từ cái lượng muối. Và cái nữa thì là mình cũng phải biết là một số cái phương pháp chế biến của mình là mình cũng có thêm muối, ví dụ mà mọi người là rất là không để ý. Ví dụ như là mùa hè mình nấu luộc rau muống chẳng hạn, thì cái nước luộc rau muống thì thường mình cũng sẽ cho thêm một chút muối hoặc một chút gia vị. Xong sau đấy thì mình cũng làm cho thêm cái vị chua, ví dụ như là cho thêm sấu hoặc là cho thêm chanh, đúng không ạ? Thì mình ăn hoàn toàn mình không nghĩ đấy là muối, nhưng mà thực ra đấy nó chính là cái lượng muối nó đóng góp trong cái bữa ăn của mình. Thế hoặc là có một cái mà cũng rất là hay gặp, đấy là mọi người hay ăn mì ăn liền chẳng hạn. Thì cái món gói mì gói đấy ấy, thì bản thân trong mì gói đã có muối. Ngày thứ hai nữa là trong cái phần gia vị lại cũng có muối. Hoặc ví dụ như là mọi người ăn xôi chẳng hạn, thì ăn xôi thật ra là ai nấu xôi là cũng đều phải có thêm chút muối rồi. Thì sau đấy mình vẫn ăn với chả, với giò, hoặc là chả hay là giò lụa chẳng hạn, thì lúc sản xuất là đã có muối rồi. Nhưng mà bao giờ, thông thường đối với người Việt Nam thì bao giờ cũng vẫn có bát nước mắm và họ vẫn chấm tiếp, đúng không? Thế thì người ta cần phải biết rằng là muối nó là nằm từ những cái phần như thế. Để giảm thèm mặn, khi nấu nướng chế biến thức ăn, cần tăng cường kỹ thuật phối chế. Nấu các món ăn nhiều loại gia vị khác nhau như cay, ngọt, chua sẽ giúp quên cảm giác nhạt, đồng thời giảm bớt lượng muối và gia vị cho vào khi chế biến thức ăn. Hạn chế lượng muối, gia vị, nước chấm đặt trên bàn trong khi ăn. Hạn chế lựa chọn sử dụng thực phẩm có nhiều muối và thay bằng thực phẩm tự nhiên. Đặc biệt với trẻ em tập cho ăn nhạt từ lúc còn nhỏ. Người lớn thường áp đặt khẩu vị mặn của mình khi nấu thức ăn cho trẻ, cho rằng nấu đậm đà để trẻ ngon miệng hơn. Nhưng thực ra cần cho trẻ được quen với khẩu vị nhạt muối ngay từ khi ăn dặm.